Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Phản ánh về ngày thi thứ hai kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Phòng chống tai nạn đuối nước, trách nhiệm của cả gia đình, cộng đồng, xã hội. Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo phương Tây hãy thử nếu muốn đánh bại Nga trên chiến trường, nhưng điều này sẽ mang lại bi kịch cho Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 7, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác báo cáo viên tuyên truyền miệng và dư luận xã hội năm 2022. Tới dự có đồng chí Quách Thế Ngọc, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy. Tham gia lớp tập huấn có 170 báo cáo viên cấp huyện và đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy, lãnh đạo ban, trưởng phó các phòng nghiệp vụ, ban tuyên giáo tỉnh ủy. Trong một ngày, đội ngũ báo cáo viên được trao đổi 4 chuyên đề gồm kỹ năng tuyên truyền miệng, những nội dung xây dựng đề cương và kỹ năng báo cáo nghị quyết của đảng, kỹ năng xây dựng đề cương báo cáo chuyên đề về một vấn đề sự kiện, tình hình thời sự kinh tế xã hội, kỹ năng tổ chức hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội ở cấp tỉnh, huyện, kinh nghiệm tổng hợp xây dựng báo cáo tình hình dư luận xã hội, bồi dưỡng kỹ năng nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội và tham mưu cho cấp ủy đảng xử lý điểm nóng và tình huống có vấn đề. Qua đó nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và công tác dư luận xã hội gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp. Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 7, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hòa Bình đã tổ chức hội nghị lần thứ 9, khóa 2, nhiệm kỳ 2020-2025 để thảo luận và cho ý kiến vào các nội dung quan trọng của thành phố. Đồng chí Ngô Ngọc Đức, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thành phố Hòa Bình đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt kết quả khá, như tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt trên 8.800 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt trên 3.400 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với cùng kỳ. Tổng diện tích gieo trồng hàng năm đạt gần 4.000 ha, đạt trên 60% kế hoạch. Thực hiện trồng rừng sau khai thác được 320 ha, tăng 23% so với cùng kỳ. Qua đó góp phần tạo đà phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị năm 2022 và cả nhiệm kỳ. Tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hòa Bình đã quán triệt triển khai nghị quyết số 10 ngày 10 tháng 2 năm 2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thảo luận về tờ trình điều chỉnh bổ sung quy hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 của thành phố Hòa Bình và một số nội dung quan trọng khác. Ngày 8 tháng 7, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp nghe báo cáo về công tác tổ chức lễ công bố huyện Lạc Thủy đạt chuẩn nông thôn mới, đón nhận huân chương lao động hạng 3 và cờ thi đua của chính phủ. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia, phụ trách chương trình xây dựng nông thôn mới, chủ trì hội nghị. Theo quyết định 1401 ngày 13 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Lạc Thủy được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đến nay lễ công bố mới được tổ chức. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện Lạc Thủy đã thành lập ban tổ chức lễ công bố huyện Lạc Thủy đạt chuẩn nông thôn mới, đón nhận huân chương lao động hạng 3 và cờ thi đua của chính phủ, xây dựng kế hoạch tổ chức lễ công bố. Theo đó, dự kiến lễ công bố sẽ tổ chức vào đầu tháng 8 năm 2022, địa điểm tại Nhà văn hóa trung tâm huyện. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia, phụ trách chương trình xây dựng nông thôn mới đề nghị việc tổ chức lễ công bố phải trang trọng, mang ý nghĩa sâu sắc, đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.
huyện Lạc Thủy tập trung hoàn thiện báo cáo, phối hợp với các sở ban ngành liên quan, ra soát lại các nhiệm vụ cụ thể đã được phân công theo kế hoạch, đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, an toàn bên trong, bên ngoài khu vực tổ chức buổi lễ, các hoạt động chào mừng, đảm bảo công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm và thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và thúc đẩy mạnh mẽ phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Ngày 8 tháng 7, đoàn công tác của Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tỉnh Hòa Bình do đồng chí Nguyễn Văn Trương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác thi tốt nghiệp tại các điểm thi trên địa bàn huyện Tân Lạc. Ngày hôm nay, 8 tháng 7, tại 37 điểm thi ở Hòa Bình, các thí sinh làm các bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội buổi sáng và ngoại ngữ buổi chiều. Đoàn công tác của Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tỉnh đã đi kiểm tra tại hai điểm thi, gồm trường trung học phổ thông Mường Bi và trường trung học phổ thông Tân Lạc. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, huyện Tân Lạc có 4 điểm thi với 758 thí sinh đăng ký dự thi. Trong sáng ngày thi thứ hai, các điểm thi đều triển khai tốt nhiệm vụ, tổ chức buổi thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, đảm bảo đúng quyền lợi của thí sinh. Riêng tại điểm thi trường trung học phổ thông Tân Lạc, trước khi kỳ thi diễn ra đã ghi nhận một trường hợp thí sinh F0. Điểm thi này đã kịp thời áp dụng quy chế phù hợp, đảm bảo quyền lợi cho thí sinh. Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá các điểm thi đều đảm bảo về cơ sở vật chất, bố trí hiệu quả lực lượng an ninh, trật tự an toàn giao thông và đội tình nguyện tiếp sức mùa thi. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận nỗ lực của các lực lượng tham gia tổ chức thi, đề nghị các điểm thi tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phòng chống gian lận thi cử, tạo điều kiện, hỗ trợ cán bộ coi thi và thí sinh tham gia thi, đồng thời đề phòng tình huống phát sinh, góp phần nâng cao chất lượng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trên địa bàn toàn huyện. Ngày 8 tháng 7, các thí sinh tại 37 điểm thi ở Hòa Bình tiếp tục ngày thi thứ hai, ngày thi cuối kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 với các bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội buổi sáng, ngoại ngữ buổi chiều. Trong ngày thi thứ hai, mục tiêu đảm bảo cho một kỳ thi an toàn, nghiêm túc tiếp tục được đặt lên hàng đầu. Hoạt động tình nguyện hỗ trợ tiếp sức thí sinh được các lực lượng tình nguyện triển khai hiệu quả. Phản ánh của phóng viên thời sự. Tất cả các bài thi và môn thi trong ngày hôm nay đều thi theo hình thức trắc nghiệm. Theo báo cáo nhanh của Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, trong buổi sáng đối với bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên gồm các môn vật lý, hóa học, sinh học, toàn tỉnh có 3.713 lượt thí sinh đăng ký dự thi. Số lượt thí sinh dự thi là 3.704, vắng 9 lượt thí sinh dự thi. Đối với bài thi tổ hợp khoa học xã hội gồm lịch sử, địa lý, giáo dục công dân, toàn tỉnh có 8.318 lượt thí sinh đăng ký và hoàn thành 100% số lượt dự thi. Mỗi môn thi trong bài thi tổ hợp, thí sinh làm bài trong 50 phút. Nhiều thí sinh đánh giá các đề thi tổ hợp bám sát chương trình sách giáo khoa, có độ phân hóa cao qua từng câu hỏi. Đầu tiên môn sử là khá là dễ ạ. Môn địa thì cũng hơi khó khăn mấy câu cuối một tí nhưng mà cũng làm được. Còn môn giáo dục công dân thì chắc chắn 100% là làm được ạ. So với tổ hợp khoa học tự nhiên thì bài thi tổ hợp khoa học xã hội được thí sinh lựa chọn nhiều hơn. Nguyên nhân là do các bài thi trắc nghiệm về khoa học xã hội liên quan nhiều đến đời sống thực tiễn, thí sinh dễ đạt điểm hơn các môn khoa học tự nhiên. Trong buổi sáng, toàn tỉnh tổ chức 210 phòng thi dành cho thí sinh dự thi tổ hợp khoa học tự nhiên, 363 phòng thi dành cho thí sinh dự thi tổ hợp khoa học xã hội. Các kiến thức thì nằm trong chương trình lớp 12 và có cả vài câu lớp 11 thôi ạ. Chiều cùng ngày, các thí sinh tiếp tục với bài thi ngoại ngữ, môn thi cuối cùng trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, với hình thức trắc nghiệm trong thời gian 60 phút. Ở bộ môn thi này, toàn tỉnh có 8.344 thí sinh dự thi, trong đó chủ yếu thí sinh thi môn tiếng Anh. Nhiều thí sinh khá thoải mái với môn thi chiều nay. Em cảm thấy hôm nay đề thi cũng vừa sức ạ. Nếu như em cảm nhận thì em làm được khoảng tầm 8 điểm. Tâm lý của em lúc đi thi và lúc thi xong thì cũng thoải mái thôi ạ, cũng không có căng thẳng gì nhiều. Thi xong trống hết là em cảm thấy thoải mái. Toán Anh thì 8 trên 8, còn văn thì em chỉ mong được 6. Tại các điểm thi, công tác kiểm tra, công tác coi thi được thực hiện nghiêm túc,
công tác phối hợp giữa các sở ngành thành viên ban chỉ đạo được tăng cường đảm bảo đúng quy chế. Trong ban chỉ đạo thi của tỉnh Hòa Bình năm nay thì đều có sự tham gia của lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể phối hợp với lực lượng công an trong công tác đảm bảo an toàn an ninh ở tất cả các khâu của kỳ thi, có cái sự phối hợp rất là chặt chẽ của y tế, phối hợp chặt chẽ với bên sở thông tin truyền thông rồi các cơ quan thông tấn báo chí của trung ương và địa phương để thực hiện cái công tác tuyên truyền về kỳ thi. Thứ nhất là để tạo ra cái sự đồng thuận của xã hội, của phụ huynh và của các em học sinh về cái kỳ thi này. Kết thúc ngày thi thứ hai, không có trường hợp nào vi phạm quy chế thi. Như vậy, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tại địa bàn tỉnh diễn ra an toàn đúng quy chế. Thời tiết những ngày thi khá thuận lợi cho thí sinh di chuyển đến các điểm thi. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 được công bố vào ngày 24 tháng 7 năm 2022. Đồng thời, việc xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông được hoàn thành chậm nhất ngày 26 tháng 7 năm 2022. Việc tổ chức phúc khảo bài thi nếu có được hoàn thành chậm nhất ngày 14 tháng 8 năm 2022 và thực hiện xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông sau phúc khảo chậm nhất ngày 18 tháng 8 năm 2022. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Ngày 8 tháng 7 tại tỉnh Hòa Bình, Viện Âm nhạc thuộc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đã tổ chức hội thảo khoa học Mo trong đời sống người Mường xưa và nay. Các phó giáo sư, tiến sĩ, các nhà khoa học, đại diện các tỉnh thành phố tham gia xây dựng hồ sơ quốc gia Mo Mường gồm Hòa Bình, Thanh Hóa, Ninh Bình, Phú Thọ, Sơn La và thành phố Hà Nội. Mo Mường là một di sản văn hóa đặc biệt. Đến nay, Mo Mường đã được xác định là di sản văn hóa phi vật thể. Việc bảo tồn và phát huy các giá trị đặc sắc của Mo Mường là rất cần thiết. Vấn đề bảo vệ di sản Mo Mường, phát huy những giá trị đặc sắc của Mo như thế nào là nhiệm vụ quan trọng cần phải thực hiện. Tại hội thảo, 18 ý kiến tham luận trao đổi phân tích những giá trị lịch sử của Mo Mường, vị trí vai trò của Mo Mường trong đời sống người Mường xưa và nay, giá trị ngôn ngữ văn học của Mo Mường, hiện trạng của di sản văn hóa Mo Mường, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Mo Mường. Việc tổ chức hội thảo khoa học Mo trong đời sống người Mường xưa và nay là những nội dung quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch phối hợp xây dựng bộ hồ sơ khoa học về di sản văn hóa Mo Mường đệ trình UNESCO. Ngày 7 tháng 7, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 11 khóa 10, nhiệm kỳ 2018-2023. Đánh giá kết quả công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm nay, các cấp hội nông dân đã tích cực triển khai các hoạt động công tác hội và phong trào nông dân. Toàn hội có hơn 65.000 hộ đăng ký danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trung tâm hỗ trợ nông dân tỉnh đã tổ chức 6 lớp dạy nghề về chăn nuôi trồng trọt, bảo dưỡng máy nông nghiệp, tư vấn giới thiệu việc làm cho 150 học viên. Vận động hội viên nông dân đóng góp trên 1,8 tỷ đồng hưởng ứng xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu, trồng hàng cây nông dân. Tăng trưởng nguồn quỹ hỗ trợ nông dân đạt hơn 5,2 tỷ đồng, nâng tổng số quỹ lên 45 tỷ đồng. Hoạt động hỗ trợ hội viên nông dân quảng bá tiêu thụ sản phẩm được các cấp hội đặc biệt quan tâm. Sau tháng cuối năm, các cấp hội nông dân tỉnh đề ra 5 nhiệm vụ, 13 giải pháp trong công tác hội và phong trào nông dân. Nhân dịp này, Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh đã trao bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho Hội Nông dân huyện Lương Sơn và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân năm 2020-2021. Trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho một tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào hội năm 2021. Ngày 8 tháng 7, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác ngành phát thanh và truyền hình 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Trong 6 tháng đầu năm, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã tuyên truyền kịp thời về chủ trương, chính sách, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến, các vấn đề được xã hội quan tâm, đặc biệt là phản ánh tình hình phòng chống dịch COVID-19 và các biện pháp khống chế dịch COVID-19 tại các địa phương trong tỉnh. Việc thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế, tiêm vaccine phòng COVID-19, công tác triển khai dạy học trực tuyến tại các trường tại thời điểm dịch bùng phát mạnh.
tuyên truyền tích cực cho sự kiện SEA Games 31, góp phần quảng bá hình ảnh của tỉnh, kích cầu du lịch và phục hồi kinh tế. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố thực hiện tốt yêu cầu tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị ở địa phương, duy trì trang tin địa phương phát trên sóng đài tỉnh. Nội dung tuyên truyền đã có nhiều đổi mới. Sau tháng cuối năm, ngành phát thanh truyền hình tích cực đẩy mạnh tuyên truyền về việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh, của các địa phương, tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, phóng viên, cộng tác viên trong ngành, tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư xây dựng và phát triển sự nghiệp phát thanh truyền hình, góp phần nâng cao chất lượng các chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ngày 7 tháng 7, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Kiểm sát Nhân dân 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ phương hướng 6 tháng cuối năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Viện Kiểm sát Nhân dân 2 cấp tỉnh Hòa Bình đã thực hiện tốt chức năng, thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, kịp thời phát hiện vi phạm và kiến nghị kháng nghị, yêu cầu khắc phục, bảo đảm pháp chế trong hoạt động tư pháp, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ theo yêu cầu của Nghị quyết 96 của Quốc hội. Trong đó đã phát hiện ban hành 16 kháng nghị, 102 kiến nghị đều được các cơ quan tư pháp tiếp thu thực hiện. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp đạt nhiều kết quả. Đã thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết 667 tin, kiểm sát 100% vụ án ngay từ khi khởi tố. Chủ động lựa chọn và xác định án trọng điểm đối với 16 vụ trên 45 bị can. Phối hợp với tòa án tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm đối với 80 vụ trên 113 bị cáo. Trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra các vụ án hình sự được tăng cường. Chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên có nhiều tiến bộ, không để xảy ra oan sai và bỏ lọt tội phạm. 6 tháng cuối năm 2022, Viện Kiểm sát Nhân dân 2 cấp tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, đào tạo tại chỗ, tổ chức các chuyên đề theo kế hoạch đề ra. Thông qua công tác kiểm sát, chú trọng phát hiện, tổng hợp những hạn chế thiếu sót, từ đó tăng cường công tác kiến nghị các cơ quan hữu quan, các biện pháp khắc phục phòng ngừa, đồng thời tích cực thực hiện số hóa hồ sơ vụ án hình sự. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm Việt Nam có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Tỷ lệ trẻ em đuối nước tại Việt Nam hiện nay cao nhất Đông Nam Á và cao gấp 10 lần so với các nước đang phát triển. Đối với tỉnh Hòa Bình, theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh có 42 trẻ tử vong do tai nạn đuối nước. Nguyên nhân gây ra tình trạng đuối nước ở trẻ em và giải pháp nào để hạn chế tình trạng này? Mời quý vị và các bạn cùng đến với phần bình luận của biên tập viên Minh Tùng. Thưa quý vị và các bạn, Hòa Bình là tỉnh miền núi, nhiều sông suối ao hồ gây nguy cơ tiềm ẩn tai nạn đuối nước. Hàng năm nghỉ hè là thời gian các em học sinh được nghỉ ngơi. Đặc biệt thời điểm nghỉ hè thời tiết nắng nóng, các em thường rủ nhau đi tắm ở những khu vực dễ xảy ra đuối nước. Do các em còn thiếu kỹ năng bơi lội, chưa có nhận thức về mối nguy hiểm tai nạn đuối nước và không có sự quản lý giám sát của người lớn. Vì vậy, nhiều vụ tai nạn đuối nước thương tâm đã xảy ra. Đây là hình ảnh vụ đuối nước thương tâm xảy ra vào ngày 31 tháng 5 năm 2021 tại khu vực Suối Tráng, xã Bắc Phong, huyện Cao Phong. Làm 4 học sinh nữ sinh năm 2008 tử vong. Đây là nỗi mất mát rất lớn đối với gia đình và xã hội. Năm nào cũng vậy, đặc biệt vào dịp nghỉ hè, các em được nghỉ học thường rủ nhau đi tắm ở suối, hồ, ao. Bố cháu chưa có bơi ạ, trời nắng nóng cháu ra suối tắm, cháu mong muốn có việc bơi tắm ạ. Hiện nay ở đây chúng cháu chưa có việc bơi. Các cháu tắm ở đâu? Các cháu tắm ở suối, tự bơi, không ai dạy bơi cả. Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh có 42 trẻ tử vong do tai nạn đuối nước. Con số này là hồi chuông cảnh báo về tình trạng đuối nước ở trẻ em. Đặc thù các địa phương trong tỉnh có nhiều sông suối, ao hồ, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Sân chơi cho trẻ em còn thiếu và khó khăn.
Đây là những nguyên nhân trẻ em thường tìm đến sông suối, ao hồ để tắm. Ở đây thì toàn là sông, là suối sâu, nhất là cái mùa nước lũ này thì cũng rất là nguy hiểm. Và để tránh cho cái trường hợp cái việc đuối nước của trẻ em, cũng mong các cấp có thẩm quyền để tạo điều kiện cho giúp đỡ cho xóm cũng như là toàn xã Xăm Khỏe có cái sân chơi cho trẻ em. Trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn đuối nước ở trẻ em, nguyên nhân phổ biến nhất là do thiếu sự giám sát của người lớn. Mặt khác, còn do trẻ không biết bơi, chưa được dạy kỹ năng đảm bảo an toàn và xử lý tình huống khi bị đuối nước. Thưa quý vị và các bạn, nguyên nhân các vụ trẻ em bị đuối nước một phần là do nhận thức về công tác phòng chống đuối nước ở trẻ em của các gia đình còn nhiều hạn chế. Ngoài ra, môi trường sống xung quanh cũng là nguyên nhân dẫn đến tai nạn đuối nước ở trẻ em, như có nhiều sông, suối, ao hồ. Thực tế hiện nay, sân chơi và khu vực tắm đảm bảo an toàn cho trẻ ở khu vực nông thôn của tỉnh còn thiếu, nên nguy cơ đuối nước ở trẻ em dịp hè thường xảy ra. Điều này đòi hỏi sự quan tâm phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc quan tâm quản lý trẻ em. Bên cạnh đó cũng cần trang bị kiến thức, kỹ năng về bơi cho trẻ. Tình trạng trẻ em bị đuối nước thương tâm xảy ra thời gian vừa qua, đặc biệt vào dịp nghỉ hè. Nhiều bậc phụ huynh rất lo lắng cho con em mình. Ngay sau kết thúc năm học, nhiều bậc phụ huynh ở thành phố Hòa Bình đã đăng ký cho con học lớp bơi tại trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh. Cái tình trạng trẻ bây giờ là đuối nước rất nhiều. Trước cái thảm cảnh thương tâm đấy thì tôi cũng có con nhỏ năm nay bắt đầu vào lớp 5. Thì thôi nhân dịp nghỉ hè thì các cháu cũng có thời gian nghỉ ngơi thì tôi cũng cho cháu gửi cháu đến trung tâm để cháu được học bơi để trang bị cho cháu một cái kỹ năng sống đó là phòng chống đuối nước. Sau khi kết thúc năm học thì bố mẹ cháu đã đăng ký cho cháu học các lớp học như học bơi, học vẽ và học múa. Cháu rất thích học bơi. Trước thực trạng đuối nước, để đảm bảo an toàn cho trẻ em, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành công văn số 552 năm 2022 về việc tăng cường công tác phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, các cấp, các ngành, các địa phương và trường học đã tích cực vào cuộc. Hiện đoàn đã xây dựng kế hoạch hoạt động hè và hướng dẫn sinh hoạt hè cho các đoàn cơ sở để tổ chức sinh hoạt hè cho các em thiếu nhi. Đặc biệt đó là cái tổ chức cái sân chơi cuối tuần cho thiếu nhi để cho các em thiếu nhi được vui chơi giải trí ở trong các khu khuôn viên. Việc cho con em mình tham gia các lớp học bơi để giúp cho các em tự biết bảo vệ bản thân trong môi trường nước ngay từ khi còn nhỏ là hết sức cần thiết. Đồng thời các cơ quan đoàn thể cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống đuối nước cho trẻ em, nhất là ở vùng nông thôn. Thưa quý vị và các bạn, đuối nước ở trẻ vẫn là một vấn nạn gây nhức nhối, nhất là mỗi khi hè về. Tuy nhiên trên thực tế thì tại nhiều địa phương chỉ quan tâm đến các biện pháp chống mà chưa thực sự chú ý đến phòng, tức là tạo môi trường an toàn, bảo vệ trẻ nhỏ không bị đuối nước chưa được quan tâm đúng mức. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền địa phương, gia đình, xã hội trong việc chăm lo nơi vui chơi cũng như quản lý trẻ em trong những ngày hè, quan tâm đầy đủ cả phòng và chống trong mùa hè này sẽ góp phần hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn đuối nước ở trẻ xảy ra. Đến đây thì phần bình luận của tôi cũng xin được kết thúc và chương trình thời sự xin được tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác. Tiếp theo là các tin tức quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, theo kênh truyền hình NHK của Nhật Bản, Đảng Dân Chủ Tự Do LDP cho biết cựu Thủ tướng Abe Shinzo đã từ trần. Ông bị bắn trên đường phố ở phía tây tỉnh Nara. Cảnh sát đã bắt giữ Yamagami Tetsuya vì tội cố gắng giết người. Theo NHK, các nguồn tin điều tra cho biết một khẩu súng thu giữ được tại hiện trường dường như được làm thủ công. Nghi phạm 41 tuổi sống ở thành phố Nara, nơi xảy ra vụ xả súng. Các nguồn tin quốc phòng cho biết nghi phạm đã từng làm việc cho lực lượng phòng vệ hàng hải trong 3 năm cho đến khoảng năm 2005. Cảnh sát cho biết, nghi phạm nói với các nhà điều tra rằng hắn ta không hài lòng với cựu thủ tướng và có ý định ám sát ông. Ông Abe Shinzo sinh ngày 21 tháng 9 năm 1954, giữ chức thủ tướng Nhật Bản 4 nhiệm kỳ, đồng thời là chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do LDP từ năm 2006 đến năm 2007. Và từ năm 2012 đến năm 2020,
Ông là thủ tướng tại nhiệm lâu nhất trong lịch sử Nhật Bản và cũng là thủ tướng Nhật Bản đầu tiên sinh ra sau Thế chiến thứ hai. Ông Abe thông báo ý định từ chức hồi tháng 8 năm 2020 với lý do là bệnh viêm loét đại tràng diễn biến nghiêm trọng trở lại. Ông chính thức từ chức vào ngày 16 tháng 9 năm 2020 sau khi cuộc bầu cử lãnh đạo LDP diễn ra hai ngày trước đó đã bầu ông Suga Yoshihide làm chủ tịch LDP. Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc phương Tây thực hiện chính sách gây hấn với Moscow trong suốt mấy thập kỷ, đồng thời cảnh báo phương Tây hãy thử nếu muốn đánh bại Nga trên chiến trường, nhưng điều này sẽ mang lại bi kịch cho Ukraine. Ông Putin đã đưa ra cảnh báo trên trong cuộc gặp với các nhà lãnh đạo của các nhóm tại Hạ viện được phát trên truyền hình quốc gia. Tuyên bố này được đưa ra trong khi Mỹ và châu Âu trong những tuần gần đây đã tăng tốc giao vũ khí cho quân đội Kiev. Tuy nhiên, ông Putin không thông báo về việc mở rộng hoạt động quân sự hay các sáng kiến cụ thể khác, nhưng ông nói thêm rằng mọi người nên biết rằng Nga vẫn chưa bắt đầu những việc thực sự quan trọng ở Ukraine. Nga cáo buộc phương Tây, do Mỹ đứng đầu, đã tiến hành một cuộc chiến tranh ủy nhiệm chống lại nước này bằng cách tấn công nền kinh tế bằng các lệnh trừng phạt và tăng cường cung cấp vũ khí tối tân cho Ukraine. Ông Putin cũng nhấn mạnh, mặc dù vẫn có khả năng tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình, nhưng triển vọng sẽ ngày càng mờ nhạt nếu cuộc xung đột với Ukraine kéo dài. Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm thứ Năm thông báo rằng ông sẽ từ chức người đứng đầu đảng bảo thủ sau áp lực nặng nề từ chính đảng của ông. Nhiều người Anh đã ngạc nhiên khi ông Johnson cầm cự lâu như vậy. Ông đã bị thúc giục từ chức nhiều lần kể từ khi bỏ qua các quy tắc liên quan đến COVID-19 mà ông đã đưa ra. Ông đã tham dự các bữa tiệc tại văn phòng và nơi ở của mình trong thời gian diễn ra đại dịch. Bất chấp những lời kêu gọi rời bỏ vị trí ngay lập tức, ông Johnson nói rằng ông sẽ tiếp tục vai trò thủ tướng cho đến khi người thay thế ông được chọn. Truyền thông Anh đưa tin, ứng cử viên của đảng bảo thủ dự kiến sẽ được thu hẹp vào cuối tháng, với một cuộc bỏ phiếu cuối cùng được ấn định vào khoảng sau tháng 9. Một số người bảo thủ đang kêu gọi đẩy nhanh tiến độ đó. Các ngoại trưởng của nhóm G20 đã tập trung tại Indonesia để thảo luận về các vấn đề bao gồm an ninh lương thực toàn cầu và giá năng lượng tăng cao tại một cuộc họp bị lu mờ bởi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Đây là cuộc họp ngoại trưởng đầu tiên của G20 kể từ khi bắt đầu xung đột. Các cuộc thảo luận bắt đầu trên đảo Bali từ thứ Sáu. Các bộ trưởng ngoại giao dự kiến sẽ khẳng định rằng Ukraine đã không thể xuất khẩu ngũ cốc vì chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Nước này là một trong những nước xuất khẩu lúa mì ngô và các loại ngũ cốc khác lớn nhất thế giới. Họ cũng có thể nhấn mạnh sự cần thiết của hợp tác quốc tế trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu. Các nhà ngoại giao hàng đầu của Nhật Bản và Australia đã nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác về an ninh và quốc phòng nhằm hiện thực hóa một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Hayashi Yoshimasa và người đồng cấp Australia Penny Wong đã gặp nhau hôm thứ Năm tại Indonesia, nơi họ đi tham dự cuộc họp nhóm G20. Ông Hayashi cho biết ông muốn hợp tác chặt chẽ với Australia trong bối cảnh môi trường an ninh ngày càng khắc nghiệt ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Các bộ trưởng nhất trí về tầm quan trọng của việc hợp tác với các nước châu Âu trong việc đối phó với tác động của cuộc xung đột Ukraine-Nga đối với Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ông Hayashi cũng đã gặp riêng Ngoại trưởng Hà Lan Wopke Hoekstra. Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết hai bên nhất trí rằng chiến dịch quân sự của Nga là một hành động thái quá làm lung lay nền tảng của trật tự quốc tế, không chỉ ở châu Âu mà còn cả châu Á. Họ cũng nhất trí rằng những nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực là không thể chấp nhận được ở bất kỳ đâu trên thế giới. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn xem trực tuyến chương trình trên smartphone hoặc xem lại qua địa chỉ website hoabinhtv.vn và kênh YouTube HBTV. Kính chào tạm biệt.